Shop PCB Cò Lửa xin được gửi lời kính chào, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất đến toàn thể các bác, các anh em đam mê săn bẫy trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay bên shop lại lên cho các bác một cái video clip để giới thiệu chi tiết cho anh em về bốn cái mẫu laser được các bác tin tưởng và sử dụng khá là nhiều. Hôm nay em bán cho các bác laser và bán cho các bác những cái pin dự phòng rất chi là rẻ, chỉ còn 50.000 các bác nhé. Các bác không nghe nhầm đâu nhé. Pin laser chỉ có 50.000 một quả nhé. Đây, pin laser thì hôm nay em lên cho bác hai cái mẫu. Thứ nhất là pin laser to của con laser ống này và laser pin bé của laser đầu đạn các bác nhé. Hai cái quả pin laser này giá chỉ có 50.000 một quả thôi, các bác không nghe nhầm đâu nhé, 50.000 một quả. Ví dụ các bác nào mình mua về mình có thể để làm dự phòng các bác đi chơi nhé. Đấy, các bác đi chơi ở trong các bác đi vào trong rừng này, các bác có thể các bác mang theo đi. Ví dụ hết pin thì các bác có thể sạc luôn, rất chi là ok các bác nhé. Đấy, đây đầu tiên thì em sẽ lên và giới thiệu cho các bác cái mẫu laser đầu tiên nhé. Con này là laser đầu đạn thôi nhé, con này là laser đầu đạn màu đỏ các bác nhé. Đấy, laser đầu đạn tia đỏ này. Đấy, rất chi là sáng xịn sò. Con này có dây 11 và dây 20, dây 11 và dây 20 các bác nhé, dây 11 20 để cho các bác nắp condo FX đều được nhé. Đấy, mẫu laser đầu đạn này thì các bác mua kèm nó sẽ có một cái sạc và một cái đuôi chuột các bác nhé, một cái sạc một cái đuôi chuột là một cái kẹp nòng. Đấy, cái laser đầu đạn màu đỏ nha, bên em đang bán khuyến mại nhá, giá còn 280.000 nhá, 280.000. Các bác nào mua hai cái thì em bán cho các bác rẻ hơn nhá. Đấy, cái laser đầu đạn tia xanh nhá, đây là con laser đầu đạn tia xanh các bác. Đấy, đây các bác nhớ ok chưa, laser đầu đạn tia xanh nhá. Con này thì hiện tại đang được bên em bán với giá công khai cho anh em nhá, laser đầu đạn tia xanh con này em đang bán cho các bác giá là 310.000 nhá, 310.000. đấy, ví dụ các bác nào mình đi chơi ngày thì các bác có thể lấy tia xanh nhìn nó rất chi là rõ. Còn cái tia đỏ này thì ưu tiên cho các bác đi ban đêm nhé, vì ban đêm các bác dùng ánh sáng đỏ nó sẽ không bị lóa các bác nhé. Còn cái tia xanh kia thì nó sẽ bị lóa các bác nhé. Đấy, tia xanh thì các bác chỉ chơi ngày không nên chơi đêm, còn tia đỏ các bác chỉ nên chơi đêm không chơi ngày. Đấy thì các bác ví dụ các bác thích đi chơi đêm hay chơi ngày mình lấy cái cho nó phù hợp các bác nhé. Đấy, con laser đầu đạn màu đỏ giá khuyến mại cho anh em còn 270, tia xanh là 301 nhé. Đấy, quả pin này ví dụ anh em nào mua hai laser sẽ được tặng một quả pin nhé, mua hai laser được tặng một quả pin, còn các bác mua lẻ thì 50.000 một quả pin nhé. Đây, tiếp theo em lên cho các bác cái mẫu laser thứ hai. Mẫu laser thứ hai là mẫu laser ống to các bác nhé, mẫu laser ống to này. Đấy, con laser ống to này thì có dây 11 cho anh em nhé, dây 11 này. Con này thì tia đỏ nhá, tia đỏ báo giá công khai cho anh em ở thời điểm hiện tại nhá là 330.000 nhá, laser ống to này 330.000. Còn laser ống to cũng màu xanh này. Laser ống to màu xanh nhá, con này là 340.000 các bác nhá, giá rất chi là rẻ. Có đầy đủ phụ kiện cho anh em bao gồm đuôi chuột và sạc. Đấy, quả pin này thì đây, quả pin của laser to đây các bác nhá. Đấy, pin này thì anh em mua này 50.000 một quả, các bác mua hai con laser thì sẽ được tặng một quả pin như thế này. Đấy là quyền lợi của anh em nhé. Thì bên em sẽ ship code COD đồng kiểm đến 63 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc cho các bác nhé. Các bác mua hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận, bên em sẽ bảo hành đổi trả hàng lỗi cho các bác. Đấy, bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video sau. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.